Chào các bạn, thì tiếp nối bài thực hành trước thì hôm nay mình xin giới thiệu về bài Face Recognition, nghĩa là nhận dạng khuôn mặt. Từ tập dữ liệu trước mình sẽ đưa ra được khuôn mặt được hiển thị đó là của người nào, hoặc là nếu như không có trong tập dữ liệu thì được gắn nhãn là unknown. Thì các bước cài đặt Anaconda, PyCharm hoặc là Git thì mình đã giới thiệu bài trước. Các bạn có thể xem lại bài trước để xem hướng dẫn cài đặt của những cái phần mềm đó. Còn hôm nay mình sẽ đi chi tiết vào hướng dẫn để thực hiện. Đầu tiên các bạn vào GitHub của mình. Và chọn vào Simple FaceNet. Thì cái repo này mình dựa trên fork và edit từ cái repo gốc của nó. Các bạn mở PyCharm lên. Và thực hiện clone cái repo kia về. Sau khi hoàn thành clone cái GitHub kia về, các bạn cd vào nó, rồi sau đó bạn open project này lên. Chọn attack. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị về dữ liệu. Thì như mình cũng có đề cập ở đây, thì dữ liệu các bạn sẽ collect và nó điền nó vào trong cái folder là Joffrey. Thì ở trong này cấu trúc dữ liệu của nó sẽ như thế này. Đầu tiên là tùy theo từng người các bạn sẽ điền dữ liệu hình ảnh của người đó vào trong mỗi thư mục riêng. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là các bạn ở trong showbiz như Chipu, Hiền Hồ, Trình Thảo, Trúc Anh, Trường Giang như đấy. Thì ví dụ ở trong Chipu thì sẽ có các hình ảnh khuôn mặt của Chipu, trong Hiền Hồ sẽ có hình ảnh các khuôn mặt của Hiền Hồ. Cụ thể như đây, bạn sẽ thấy ở đây là trong folder Joffrey thì sẽ có các folder của các nhân vật. Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, các bạn chuyển qua bước thứ hai là install requirement. Thì các bạn chọn pip. Bước này sẽ thực hiện cài đặt các thư viện cần thiết đối với cái project này. Thì các thư viện cần thiết được điền trong file requirement. Sau khi hoàn thành cài đặt thì các bạn download cái pre-trained model theo hướng dẫn như mình đã đính kèm. Và giải nén nó theo vào trong folder module, giống như cái hình mà mình đã capture lại. Hoàn tất đâu đó. Giải nét và copy tất cả thư mục này vào trong folder module. Bước tiếp theo chúng ta thực hiện ở trên, thì ở trong trên này mình đã có hai bước. Ở trong phía trên này sẽ có hai module. Đầu tiên là Align MTCNN, là sẽ detect khuôn mặt của bạn, thì nó sẽ được mô tả như này. Từ một hình ảnh nó sẽ detect khuôn mặt và nó crop cái khuôn mặt của bạn, chỉ cần thể này khuôn mặt của bạn mà thôi. Thứ hai là trên, thì nó sẽ trên màn FaceNet, thì các bạn có thể dùng terminal hoặc là chọn run, nhân run hoặc là dùng terminal. Sau khi hoàn thành chạy file trên thì các bạn sẽ thấy xuất hiện file visual model trong folder models. Ở đây thì quá trình hoàn thành trên đã hoàn thành. Tiếp theo thì bước cuối cùng đó là detection. Thì các bạn chạy file detection. Ở đây có, nếu khi bạn chọn video file thì nó sẽ detect từ file video, còn nếu như mà các bạn không chọn file video file bằng đơn thì nó sẽ detect từ camera. Thì ở đây hiện tại mình đang thử demo cho các bạn trên file demo.mp4. Thì cũng tương tự đối với cách chạy của file detection này, các bạn có thể sử dụng terminal hoặc là vào run, chọn run và chọn là detection. Đây thì các bạn sẽ thấy đây phần kết quả. Thì trong dữ liệu của mình sẽ bao gồm một số anh chị em ở trong giới showbiz. Kết quả chạy được sẽ được lưu vào file demo.api. Thì trong file detection này mình sẽ hướng dẫn về phần code như sau. Trong hàm run thì đầu tiên sẽ là xác nhận nguồn camera, nguồn hình ảnh. Đầu tiên là có thể từ file video hoặc là từ camera. Tiếp theo là mình lấy thông tin về width và height. Phần này là dùng để định dạng file output. Thì ở đây format file output sẽ là API và FPN là 20. Lấy ra biến Face Recognition, trích xuất từng frame trong hình ảnh. Thì từ các frame thì chúng ta sẽ sử dụng Face Recognition Identify để xác nhận từng khuôn mặt trong frame đó. Sau khi xác nhận được khuôn mặt thì bắt đầu vẽ bounding box và add tag vào cho từng trong cái frame này. Thì cái hàm add overlay này, hàm add overlay này sẽ trải qua từng khuôn mặt trong khi mà detect ra được và add hay bounding box của từng khuôn mặt. Nếu như mà cái xác suất khuôn mặt đó thuộc một cái class nào đó mà lớn hơn một cái ngưỡng là confident thì mình sẽ xác nhận cái class name của face được detect ra là tương ứng với cái face name này. Nhưng nếu như mà cái xác suất nó bé hơn một nửa confidence thì mình sẽ gắn cho nó là nhãn unknown. Thì kết quả các bạn cũng đã thấy khi mà mình chạy làm một lần này nhé. Giờ này mình sẽ chạy ở terminal. Thì hai cái chạy nó cũng giống nhau. Thì các bạn sẽ thấy đây là Trường Giang với xác suất là đâu đó 60%. Thì ở trong này sẽ có 3 người là mình được gắn nhãn trước, đó là Trường Giang, ca sĩ Hiền Hồ và Trấn Thành. Thì cái bàn này lâu lâu sẽ được gắn nhãn nhầm là thành là Trường Giang. Còn Trấn Thành ở đây thì do khoảng cách khuôn mặt hơi xa cho nên nó nhận không được chính xác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Thì những cái bài này mình đã hướng tới là đối với các bạn mới bắt đầu tiếp cận về xử lý ảnh, về machine learning, cho nên các bài hướng dẫn tương đối là các bạn và độ chính xác thì nó chưa cao. Trong quá trình các bạn nghiên cứu thì các bạn bắt đầu thực hành tinh chỉnh các thông số hoặc là thêm bớt data để mà đạt được cái độ chính xác như các bạn mong muốn. Mình xin cảm ơn.